Em chào mọi người. Đây, trước khi quay clip đây, em để thông tin liên hệ của em ở đây. Người cần có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo nhé. Rồi cần gì thì em tư vấn thêm cho. Ba số này đều có Zalo hết nhé. Rồi, nay em giới thiệu mọi người cái máy cắt xốp CNC nhé. Khổ cắt của nó là 50 nhân mét, dày được khoảng 25 cho đến 30 cm, chiều dày là cái chiều này này. Mọi người có thể cắt một lần được 10 tấm, 20 tấm gì đó. Nhưng mà thường cắt chữ đám cưới thì cắt một tấm thôi. Trừ những cái chỗ nào cơ sở lớn thì người ta bỏ mối thì người ta cắt một lần nhiều. Đây. Hành trình của nó đi lên thì cắt được cao 50 nhá. Rồi cái chiều ngang này thì cắt được 1 mét. Em cũng làm khổ lớn hơn nữa, 1 mét, 2 mét. Là mét, 3 mét thì em làm được hết. Rồi, xốp thì mọi người kẹp đây nhá, kẹp vào cái thanh giữa này. Đây có cái rãnh trượt này. Kẹp xong thì mọi người siết ốc lại cho nó chặt thôi. Rồi. Đây, dây nhiệt thì ở đây nhé. Cắt máy này thì cắt được tất cả các biên dạng 2D nhé. Cứ làm file vô là bỏ vô phần mềm là máy cắt được hết. Chạy phần mềm Mach 3 nha mọi người. Để kết nối đến thì khi giao máy em sẽ ghi chú ra hết rồi. Rồi. Rồi cắm đúng cái dây vào cái lỗ này là được. Máy sử dụng cổng USB và LPT luôn nhé mọi người. Đây. Cắm đủ hai cổng là máy chạy thôi. Đây, em lấy sẵn một cái file này nhé. Đây, trước khi cắt thì mọi người bật nhiệt này. Đó, bấm start thôi. Nếu mọi người làm file gì thì nó sẽ cắt theo cái file đó thôi nhé. Rất là đơn giản. Cái này vận hành máy thì em hướng dẫn mọi người tầm 15-20 phút là mọi người làm được. Thì các bạn nào sử dụng máy tính là dễ lắm. Và chưa biết gì cũng được. Chưa biết gì hướng dẫn cũng nhanh. Đây. Nếu mọi người cắt quen thì mọi người sẽ căn được cái khoảng cắt của cái chữ nhé. Nhiệt và tốc độ nó phải tương ứng với nhau. Cái đường cắt nó nhỏ được. Thế là cái xốp của mọi người đó, xốp nào định lượng lớn thì nó sẽ đường cắt nó sẽ nhỏ hơn. Cái xốp này nó nhẹ quá cho nên là hơi đụng vào là nó chảy thôi. Rồi khi máy cắt xong nó sẽ tự tắt nhiệt nhé. Đây, tự tắt luôn. Nó lại an toàn. Rồi. Đây mình cắt cái chữ này đây. Nó đứt hết rồi nha mọi người. Nó đứt rời ra rồi. Đấy luôn cái đó đi. Rồi. Mọi người. Đường cắt rất là mịn nhé. Đây, tủ điều khiển đó nha. Đây là khung này. Rồi, mọi người có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo nhé. Kết bạn Zalo với em.
Rồi em sẽ tư vấn thêm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.